Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái con gọi là con Wheat Eden, là tên của cái nhà sản xuất đó luôn, cái hãng đó luôn. Wheat Eden Super Q 3x3, thì mình cũng có thể gọi tắt là Super Q 3x3. Thì con này nó có hai cái vòng tròn ở hai mặt đối diện, còn các mặt khác thì nó như con 3x3 bình thường. Cái hai mặt có vòng tròn này thì mình xoay thì cái vòng trong nó không xoay, mà nó chỉ xoay cái vòng ngoài thôi. Đó, này cũng vậy. Còn các mặt khác thì nó quay bình thường. Có một điều đặc biệt nữa là cái vòng tròn này nếu mà nó khép kín đó, nó là khép kín dù cái mặt nào đi nữa thì nó đều quay được. Nhưng mà nó không khép kín, nó bị đứt thì nó quay không được, nó bị khóa lại. Đây cũng vậy, nó bị khóa lại. Cái này do mình quay nhiều quá nó bị lệch vậy thôi, chứ khóa là không quay được đâu. Thì như vậy, nó dù nó không khép kín thì nó khép kín mà nó cái màu khác thì nó vẫn quay. Bạn đừng nhầm lẫn cái con này với lại cái con Racy nha. Con Racy thì nó bốn mặt, sáu mặt nó đều có vòng tròn hết, mặt này, nhưng mà có mặt thì nó xoay được, có mặt thì nó không xoay được, nó xoay theo cái tâm, có mặt thì tâm không xoay theo. Đừng có nhầm lẫn với lại cái con này. Có dịp mình sẽ làm cái bộ Racy này, bộ Racy này có 7-8 con rồi. Rồi mình quay lại cái con super của mình. Cái vòng tròn như vậy thì nó hai cái mặt này á, nó sẽ sanh ra một việc nữa là nó sẽ tạo ra thêm mấy con mới. Có nghĩa là cái viên cạnh á, nó tạo ra cái cạnh trong và cạnh ngoài. Góc nó cũng tạo ra góc ở trong và góc ở ngoài. Đó. Rồi, đó là mình giới thiệu sơ về con này. Thì con này á, nó giải thì đây là các bước giải của nó. Nó có tất cả là mình tính ra thì nó có 6 cái bước giải. Thì bây giờ mình muốn giới thiệu với các bạn cái công thức cuối cùng này. UR bình, UL bình 2 lần. Khi bạn giải này thì bạn để gì? Bạn để cái mặt trắng hay mặt vàng gì ở trên dưới cũng được, miễn là hai cái mặt vòng tròn này nó nằm ở trên và dưới. Rồi, bạn giải. U. Mình chạy thử nè. U. R bình. Ui, L bình. Lần thứ hai, U, R bình. Ui, L bình. Đó, bạn thấy các viên khác nó thay đổi, nhưng có 3 viên nó đã quán đổi vị trí cho nhau. Thì cái viên bên này là xanh với đỏ này nè, với lại mặt vàng nè, nó đã chạy qua đây. À, cái viên ngoài thôi, đừng có tính viên tâm ở trong nha. Cái viên góc nhỏ ở trong và góc ngoài á, cái góc lớn ở ngoài ba màu á, là từ đây nó chạy qua đây, là từ đây nó chạy lên ở đây này, và từ này nó chạy xuống đây. Đó là công thức này, nó quán đổi ba. Bạn thấy nó giống giống công thức quán đổi vị trí ba góc không? Nhưng mà thay vì nó bình phương hai lần, nó quay R hai lần, L hai lần, thì nó lại đổi hai cái này và ở mặt ở phía trên này. Đó, từ đây chạy qua đây, từ đây chạy lên đây, từ đây chạy xuống đây. Rồi mình làm lại lần nữa, làm hai lần nữa là nó về đúng vị trí ha. U R bình, U L bình, U R bình, U L bình. Đó, vậy mình làm cái nửa trắng này, trắng xanh cam này, nó sẽ lọt lên đây, cái này lọt đây, cái này lọt đây. Và cái công thức này cũng có thể là mình setup được nè, mình setup hai mặt này thôi. Ví dụ như bây giờ mình không muốn con này chạy lên đây đúng, mà mình muốn con này chạy lên chỗ này thì mình lấy qua này hứng đó, thì con này nó sẽ chạy lên đây, con này nó sẽ chạy xuống đây. Mình làm thử nha. Bây giờ con trắng này nó sẽ chạy qua đây, nó làm cho sai con này luôn nè. Sai con này luôn. Ôi u r bình, ôi l bình, u r bình, ôi l bình. Đó, bạn thấy không? Con trắng này nó đã chạy lên đây, trắng này chạy xuống đây, quay lại này, quay lại cái cạnh cho đúng nè. Bây giờ nó chạy loạn xoạn đó, thấy không? Bây giờ mình có thể chỉnh lại nè, bằng cách giả sử giờ mình quay mặt này xuống dưới đi, con trắng này nó chạy về đây là đúng đúng không? Con vàng này nó chạy lên đây là đúng, rồi con trắng này chạy xuống đây là đúng. Chỉ còn mình để con này nó qua đây nó hứng nè, nó nằm vô trong cái dòng đó. Mình setup trước. Rồi, U R bình, ôi
là bình ô là bình ô là bình. Rồi mình trả về. Thì mình nói trước vậy đó, lát các bạn mà tới công thức này có thể quay lại xem, hoặc là mình làm trước để các bạn nhìn cho nó rõ, tại lúc đó lúc lát nữa làm nhìn nó không rõ lắm. Rồi mình giới thiệu tiếp công thức này. Công thức này là R bình U 6 lần, là nó sẽ quán đổi hai cái cạnh ngoài từ ở dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Bây giờ mình thử quán đổi cái xanh trắng này với lại cái vàng cam này nha. Thì mình xoay hai cái này qua để cho nó thẳng hàng. Rồi mình làm cái này 6 lần, nó sẽ quán đổi hai cái gì ngoài này cho nhau. R bên 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Đó, các bạn thấy không? Cái này nó đã chạy lên đây đó, hai cái viên này đã hoán đổi cho nhau nè. Cái viên cạnh ngoài hoán đổi cho nhau. Mình xoay lại đúng vị trí thì nằm đây. Bây giờ mình hoán đổi lại, mình để lại ha. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Mình thấy nó đã quán đổi. Rồi nó quán đổi gì nó cũng sẽ xoay góc luôn nè, nhưng mà mình chỉ quan tâm tới cái cạnh thôi. Thì tại vì mình bước thứ 5 mà tới bước thứ 6 mình làm đúng cạnh lại. Đó. Đó là cái mình giới thiệu sơ cái cách đi cũng như là cái công thức của nó. Để chúng ta có cái nhìn đầu tiên về nó. Bây giờ mình sẽ rainbow nó lên để mình giải thử. Nếu mình cầm cái mặt vàng và mặt hoặc là mặt trắng ấn trước ấn sau thì hai cái cạnh hai bên này giải chạy thoải mái. Rồi mình rainbow nó ra. Rồi bây giờ mình sẽ làm từ từ. With Eden super cube 3x3. Bây giờ đầu tiên số 1 mình làm đúng cạnh phía trong. Đúng cạnh phía trong á, là mình có hai cái cạnh phía trong của mặt trắng và mặt vàng nè. Có nghĩa là mình sẽ cho cái cạnh vòng tròn này nè, cái con cạnh trong nè nó về. Thì mình xoay cái màu trắng đây, hai con cạnh về rồi nè. Thì mình thấy cái nào ở chỗ khác mình xoay về thôi. Ở đây nè. Mình xoay về thôi. Xoay về. À, được một cái. Quay ra đây, cái này. Đây. Bỏ về. Cái trắng bên này quay qua. Bỏ về. Đó. Vậy là mình được cái bốn cái cạnh trắng ở trong. Xong mình quay qua mình làm cái mặt vàng. Làm cái mặt vàng này á, thì mình giả sử mình muốn cái này nó về, mình muốn cái này nó xuống đây, thì nó không có thể xuống thẳng đây được. Xuống thẳng đây thì nó làm sai cái ở sau làm sao. Cho nên là mình phải quay qua bên này. Đó, đưa lên đón nó về, trả về, nó xuống nè, thì cái mặt này nó không bị thay đổi. Mình trả lại cái mặt này thôi, mặt này nó không bị thay đổi, cái cạnh trong nãy mình làm rồi á không thay đổi. Rồi tiếp tục mình sẽ quay vòng vòng về đó, cái này nó sẽ xuống đây đúng không, cái này nè nó sẽ xuống đây, quay lên, quay qua, bỏ xuống đó. Rồi trả này lại, nó không bị thay đổi. Rồi chạy tiếp đây, cái này xuống đây, quay lên đón nó về xuống đây, cả mặt trắng lại. Còn một con nữa, nó nằm đâu, con nó nằm đây, thì quay qua nó qua đây, để lát nó xuống đây, đưa lên đón nó về, bỏ xuống. Rồi như vậy là mình đã xong bước thứ nhất, đúng cạnh trong, là cái cạnh trong của hai mặt trắng và vàng đã đúng. Mình làm cái bước thứ hai là đúng tầng giữa. Đúng tầng giữa là bây giờ mình sẽ quay cái mặt vàng hoặc là mặt trắng nó nằm trước hoặc là sau. Đúng tầng giữa là mình sẽ đúng các viên cạnh ở tầng giữa này. Đó. Bằng cách là công thức quán đổi cái tầng giữa này.
Bạn thấy công thức này nó quen không? Nó là cái công thức này, quán đổi ba cạnh đó các bạn. Quán đổi ba cạnh ví dụ như vậy. Đây. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Đây. Bây giờ vậy. Đây là cạnh cạnh màu xanh này. Trắng đây. Con này là trắng xanh đây ha. Trắng đỏ đây, trắng cam đây và trắng đỏ đây. Mình sẽ làm một cái nó quán đổi ba viên này. Ba viên này. Còn viên này nó nằm yên. Xanh nằm bên này ha, đỏ nằm bên này. Rồi. R đây nè. R U R U R U R U R U U R. Bạn thấy đỏ từ đây nó đã bắn qua đây, xanh từ đây nó đã qua đây và xanh này nó qua đây và cái màu cam trắng cam này nó đã về đây. Nó đã xây một vòng ngược chiều kim đồng hồ ba viên này. Bây giờ mình làm ngược lại bên trái nha. Mình suy ra từ công thức này làm bên trái thì nó sẽ xây ngược lại nè. L ôi ly ôi L ôi ôi ly. Được không? Nó đã xoay ngược lại đó. Cái công thức này bạn làm bên phải bên trái là bạn quán đổi qua gì hoặc quán đổi qua gì, thì ở đây mình cũng sẽ áp dụng cái công thức đó để mình quán đổi nó để các viên này nó về đúng vị trí. Rồi bây giờ mình xét xem, đây các viên này là viên cam với xanh dương với xanh xanh lợt này, nó phải về đây mới đúng đúng không? À, nó về tuốt bên này nè mới đúng. Còn cái viên này thì phải cũng về tuốt bên này đó. Bây giờ mình sẽ quán đổi hai viên này cho nhau để cái này nó về tới đây trước cái đã, rồi từ đây nó sẽ chạy qua đây. Quán đổi hai viên này cho nhau nha. Bây giờ mình làm thử cái công thức này, nó sẽ quán đổi ba viên này. R U R U R U U R. Quán đổi ba viên này rồi. Giờ mình quay cái này qua đây. Quay một cái thôi. Rồi, tiếp công thức này để quán đổi ba viên này. R U R U R U U R. Đó. Rồi, trả ngược lại. Bạn thấy không? Hai viên này đã thổi cho nhau nè. Thì mình dùng công thức đổi ba cái cạnh mà hai lần bằng cách là mình chỉnh cái viên chính giữa nó, cái viên trụ lại á, nó thay đổi thì nó đổi được hai viên thôi. Thì từ đây mình có thể suy ra được công thức, tính ra được từ công thức này bằng cách là thay đổi hai viên này bằng cách là mình thêm vô, để mình lấy cái bút mình ghi cho các bạn thấy là mình đã suy ra được cái công thức này như thế nào. Có nghĩa là khi nãy mình xây cái này xong, mình làm công thức này xong, mình xây u một cái, xây u một cái đó. U một cái rồi để đổi cái cạnh đi qua. Rồi mình làm lại công thức này làm lại công thức này, mình gọi là cái công thức sao đi. Công thức này công thức sao, mình làm lại cái sao ở đây. Rồi rồi mình quay u hai lần đó, bạn thấy không? Vậy là mình đã suy luận ra được cái công thức mới của mình là quán đổi hai viên đối diện nhau. Thật ra nó là cái công thức mà đổi cạnh thôi, không có gì khác hết. Bây giờ mình tiếp tục ha. Quay lại. Bây giờ mình đổi hai viên này cho nhau. Là viên này
đỏ với lại xanh lợt này về đây, đỏ xanh lợt là đúng, cây này lọt qua đây là đúng, bằng công thức mới mà mình nó tính ra từ công thức cũ đây. Rồi R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U Rồi U hiện phát tiếp cái công thức này, công thức sau này R U R U R U R U R U hai lần, bạn thấy nó đã quán đổi cho nhau về đúng rồi nè, đỏ nè, xanh nè, xanh nè, cam. Tiếp tục mình đổi hai con này nữa, đổi hai con này cho nhau là đúng bằng cái công thức này R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U R U
uri U2 lần. Các bạn đã thấy nó đổi cho nhau. Rồi, vậy là cái tầng giữa này đã xong. Đấy là bước thứ hai mình đã xong. Tới bước thứ ba là mình làm đúng cái góc ở phía trong. Là cái góc trong, là góc nhỏ ở trong đó. Là cái góc này. Cái góc này mình về đúng. Về đúng màu á. Bây giờ mình sẽ để như vậy. Con này đúng rồi nè. Có hai con này chưa đúng. Con này còn màu vàng. À, mình xoay qua đây mình xét tiếp. Mình sẽ dùng công thức quán đổi ba góc. Đây, con này sai nè. Con này đúng nè. Vậy mình cái này trắng nè. Mình về đây. Cho trắng này. Về đây, vàng này. Về đây là đúng không? Mình làm công thức này nó sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ. Thôi mình làm ngược lại nha. Làm ngược lại cho nó chạy xuống qua gì. Làm công thức ngược suy ra từ công thức này. Là lên. Cái này thật ra là lên bên trái trước và lên bên phải trước. Mình lên bên trái trước thôi. Lên. Lên. Xuống. Xuống. Quay ra. Được không? Đây nè, vàng nó về nè, vàng nó về nè. Trắng về thuộc mà trắng. Rồi. Mình làm cái là xong luôn rồi. Bây giờ mình thật ra mình muốn làm cho nó sai để các bạn nhìn cho nó dễ ha. Cái này công thức may mắn quá mình bị có một góc sai à. Bây giờ mình làm lại cho nó sai tè le hết cho bạn nhìn cho nó dễ. Có mấy góc này đúng nữa hả? À, sai luôn nè. Rồi bây giờ mình làm lại cái bước thứ ba ha. Bây giờ mình đã sửa cho nó sai nhiều rồi để các bạn nhìn nó dễ hơn, nó có nhiều kinh nghiệm hơn. Bước thứ ba đúng góc trong. Bây giờ cái vàng này, cái này đúng nè, cái này sai. Bên này cái này đúng nè. Cái này sai. Bây giờ mình làm sao? Bây giờ mình giữ cái vàng này ha. Cái này đúng rồi, mình giữ cái vàng này. Không cho nó di chuyển, mình sẽ di chuyển ba cái này. Di chuyển ba cái này thì cái này di chuyển xuống đây. À, cái trắng này di chuyển đây. Cái trắng này di chuyển lên đây. Vì nó cũng còn. Thì mình di chuyển hai lần. À, di chuyển hai lần. Di chuyển hai lần. À không cần. Để coi. Mình di chuyển cái trắng này xuống đây. Cái trắng này lên đây thì mất cái trắng. Đúng cái vàng. Mình di chuyển hai lần thì con trắng này nó về đây. Di chuyển lần nữa nó sẽ về đây. Rồi con trắng này nó sẽ lại về đây. Rồi mình di chuyển ngược đi. Đó, di chuyển ngược. Đó, mình di chuyển ba con này. Rồi, mình muốn giữ con này đúng không? Thì mình xoay con này qua đây để giữ. Rồi, mình sẽ di chuyển ba con này. Lên, lên, xuống, xuống là công thức nè. Rồi, trả lại lại. Đó, nó đã về đây. Bây giờ mình di chuyển một lần nữa. Cho trắng này, nó qua đây. Vàng này về đây. Trắng này nó xuống đây.
là mình sẽ đúng luôn ha, cái mặt này. À, giữ con này nha, giờ là lấy con này qua đây. U R ui ly u ri ui l, rồi đưa con vàng này về lại. Bạn thấy không, cái góc trắng này, cái góc vàng này đã vào, góc nhỏ nè, nhỏ đã vào, trắng đã vào, trắng đã về đúng rồi đấy, trắng đã về trắng. Rồi mình xét tiếp mấy chỗ khác, cái này đúng, cái này sai nè. Con vàng này đã ở nằm ở mặt vàng, con trắng này sai nè, con trắng này đúng, còn sai. Vì là mình sẽ cho con này này lên đây, con này qua đây. Ừ, giữ con này. Rồi, chạy cùng chiều kim đồng hồ thì làm công thức ngược lại. Mình làm xuôi làm ngược luôn cho các bạn để ý. Còn bạn muốn giữ con nào lại thì bạn lấy cái con đó đem lên cái chỗ này để giữ thôi. Làm công thức, nếu mà làm công thức xuôi ngược này thì bạn đem con công thức này thì bạn đưa đây nó giữ giữ con này. Rồi mình giữ con này ha. Còn bạn muốn giữ con này cũng được. Giữ con nào cũng được hết, con nào đúng là mình giữ. Bây giờ mình giữ thử con này cho bạn xem nè. Đáng lẽ mình giữ con này đúng không? Bây giờ mình giữ con này cho bạn xem, là mình lấy con này mình đưa lên đây nè. Cái này đưa lên đây là di chuyển ba con này. Lên, lên, xuống, xuống. Rồi, trả về nè. Trả về. Đó. Này nó qua đây, con này nó qua đây. Giờ mình làm một lần nữa. Con này mình giữ con kia thì làm lần là xong ha. Bây giờ mình sẽ làm lần nữa là con này nó sẽ qua đây, con trắng này nó sẽ về đây là đúng, con vàng này nó lên là đúng. Rồi mình giữ con trắng này tiếp nha. Ừ. Rồi trả con trắng về nè, vàng nè ở đây, góc vàng đã về, góc trắng đã về, góc trắng đã về đó. Dùng công thức này thì bạn muốn setup sao bạn setup, à bạn giữ con nào là bạn giữ, à thì mình xoay vòng vòng mấy cái góc này để mình di chuyển lại cho nó đúng về cái mặt thôi là xong. Rồi, vậy là mình đã làm đúng góc trong. Giờ mình xoay cái góc trong. Xoay thì dùng cái công thức xoay góc mà mình đã nói nhiều lần trong các công thức khác, là xoay ngược chiều và xoay thuận chiều. Mình không có ghi đây, nhưng mà bạn có thể xem cái khác hoặc là mình đọc trong này luôn ha. Mình quen cái tay, không biết mình nhớ cái cách đọc hay không. Bây giờ ở đây mình sẽ xoay góc này. Màu vàng này nè, về đây. Vậy là mình xoay một cái đúng không? Cái trắng này nè, mình xoay về đây, đây một lần, hai lần là cái trắng này nó sẽ về đây. Vậy là cái một cái này, cái chẵn cái lẻ nè, thì mình dùng bắt cặp ha. Nếu mà lẻ thì ba cái lẻ, chẵn thì ba cái chẵn, mà chẵn lẻ thì bắt một cái chẵn, chẵn một cái lẻ đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi cái này là cái chẵn, là mình sẽ đi trước ha. Đi ri đê r, đi ri đê r đã về. Rồi cái này cái lẻ nè, cái hai lần nè, là thì mình xoay ri đi r d, ri đi r d. Rồi trả lại, mình thấy cái này đã xoay về, cái này đã xoay về. Còn cái tầng giữa này nó không bị thay đổi, do mình bắt cặp đúng á nên nó không thay đổi, cái tầng giữa không bị hư cái bước số 2 của mình. Rồi mình tiếp tục thôi, mình kiếm góc hả, góc này đã xoay về, góc này về rồi, góc này chưa về, góc này chưa về, cái góc này chưa về, góc này xoay một lần là vô, xoay một lần, góc này xoay một lần là vô. Chỉ có hai góc à, hai góc à, thì nó sẽ bị lẻ, thì mình làm cho góc này sai luôn. Làm góc này sai luôn cũng được, để lát mình làm bên kia. Thì mình sẽ xây cái này một lần, cái này một lần, xây cái này một lần nữa, rồi lát qua kia mình xử lý. Còn thôi mình lật qua đây nè, lật qua đây mình coi. Cái này quay một lần về, cái này quay một lần về, cái này quay hai lần mới về. Vậy thì bắt cặp này đi, bắt cặp hai con này đi cho nó khỏe, lát nó quay mặt kia. Vậy con này một lần ha, con này quay hai lần, con này trắng nè một lần hai lần, con này vàng nè một lần về. Thì một lần đưa con này qua, xoay một lần này là đi,
đi ri đê r đi ri đê r. Rồi cả nó về. Giờ con này ha, con này xây hai lần. Để nó qua ri đi r đê ri đi r đê. Rồi cả nó về. Xong, con này xây xong. Con này xây xong. Đó. Cái này không đổi. Rồi, mình tiếp qua đây đi. Qua đây. Bây giờ cái góc này xoay một lần. Còn này nó đi đâu mất hết, cái này nó đây, xoay hai lần. Bây giờ nó nằm ở dưới này sao? Thì mình đưa nó lên đây ha, đưa nó lên trước. Rồi. Đó, nó nằm dưới này nè, mình xoay hai lần trắng nè, một lần hai lần lên, mình đưa nó lên đây, mình đưa nó lên đây, lát nữa mình quay luôn. Mình rainbow thoải mái, xin lỗi, mình setup thoải mái, nhưng mà setup là setup quay một vòng nha, chứ đừng có setup quay nửa vòng, quay một vòng. Đâu rồi, đây, mình quay con này một lần, quay con này hai lần thì mình đưa nó lên đây, nó nằm đây. Đây một lần ha, đi ri đê r, đi ri đê r, đem con đó qua ri đi r đê đi đi r đê. Rồi trả nó lại, trả nó lại. Đó bạn thấy không, đã về hết rồi nè, con này đã về. Bây giờ vòng tròn của mình đã xoay được rồi. Là cái mặt ở trong này, cạnh trong và góc trong đã đúng. Cạnh trong góc trong đã đúng. Rồi xong. Mình đã xong bước thứ tư. Giờ tới bước thứ năm là mình làm đúng các cạnh ngoài này bằng cái công thức 6 lần này. Là mình sẽ xoay, mình sẽ quán đổi hai cái viên này, viên ngoài này cho nhau. Rồi mình kiếm cái viên nào đúng đây, mình để cho nó đúng nè. Giờ xanh này, giờ xanh này đúng rồi. Xanh đâu? Này. Cái vàng xanh đúng. Rồi. Coi này có gì. Cái vàng đỏ ha. Cái vàng đỏ nằm đây. Mình đưa, mình làm đúng vàng đỏ, mình đưa vô đây là đúng đúng không? Vàng đỏ nè. Rồi, đưa vàng đỏ qua để hứng cái kết quả này lên. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Đỏ, vàng đỏ lên rồi, trả về. Vậy mình lại đúng thêm cái vàng đỏ nữa. À, đúng cái vàng xanh nè. Bây giờ dưới này có vàng gì? Vàng xanh này, vàng xanh xanh nước biển này. Nó về đây, đúng không? Thì quay qua để đổi hai con này với nhau. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Rồi quay lại cho đúng. Đây, vàng xanh nó lên, vàng đỏ nó lên, vàng xanh này nó lên, còn lại một con vàng thôi. Thôi mình để đó, lát mình làm tiếp, để mình lấy cái chỗ này làm cái vị trí trung chuyển. Rồi mình kiểm tra cái mặt trắng nha. Trắng quay cái trắng này, kiếm đây, trắng đỏ đúng rồi, trắng xanh đúng rồi, cái trắng này đúng luôn, vô tình đúng luôn. Còn không đúng là mình cứ đổi cho nhau thôi. Vậy còn cái trắng này sai thôi, đưa qua đây thì nó cũng sẽ đổi lại cái cam vàng này luôn nè. Mình làm cái nữa là hai con này đúng luôn. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Rồi đây đúng, 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 đây đúng, cạnh này đúng, cạnh này đúng, cạnh đúng. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong 5 bước. Bây giờ bước thứ 6 là đúng cái góc ngoài nữa là xong, bằng cách là quán đổi hai góc dưới và một góc ở trên ở phía sau. Giờ mình xét xem. Con này con trắng xanh đỏ, trắng đỏ nó về đây là đúng đúng không? Con này về đây là đúng. Mà vậy mình đem cái con này qua đây để hứng kết quả. Rồi mình làm công thức này mình sẽ được đúng một con này. U R 2 lần. Ui
L2 lần. Lần nữa O R2. Ôi R2. Rồi trả lại. Đó, vậy là mình đúng rồi nè. Rồi, con này là trắng cam. Trắng cam, trắng cam xanh này sẽ đi lên đây. Trắng cam xanh sẽ lên đây. Nè, cam xanh lên đây. Thì đưa con này qua. Đó, để hướng kết quả. Đồng thời cái con này nó qua đây thì nó đúng luôn con này. Kệ nó đi, lát mình phải chỉnh lại. Rồi, cho đúng con này trước là tính. U R 2 lần. Ui, 2 lần. U R 2 lần. R 2 lần. Rồi, đúng rồi. Rồi, trả về. Rồi, mình đúng rồi. Con này đúng luôn. Ừ. Bây giờ mình sẽ xét làm đúng cái con ở dưới. Con này đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình làm sao để cho nó về đúng hai con này. Bây giờ con này, con vàng này nè, phải chạy xuống dưới lại cái chỗ này, đúng không? Chạy xuống chỗ này mới đúng. Rồi, vậy thì mình để đây. Để đây đi. Con vàng này, con vàng này phải chạy xuống chỗ này. Mình sẽ đúng hai con này để càng kế kế bên nhau mà nó dễ. Là đang đúng chéo à, cho nên mình buộc lòng phải phá ra. Ngay về đây ha. Rồi, vậy cho nó qua đây. Nó qua đây nó sẽ xuống đây. Được đúng con này. O R bên. Ôi L bên. O R bên. Ôi L bên. Rồi, vậy mình đúng rồi nè. Rồi, còn lại qua đây. Qua đây thì con vàng này, vàng xanh đỏ, qua đây là vàng xanh đỏ đúng. Con trắng xanh đỏ nó lên đây. Còn con à, trắng xanh đỏ đúng. Rồi con này lọt đây là đúng luôn. Vậy là mình xong. U R bình. U R bình. U R bình. U R bình. Xong. Vậy là mình đã giải xong con Whittington Super Q3x3. Tuy là cái bước nó nhiều nhưng mà công thức nó cũng đơn giản, dễ nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.